Kênh YouTube Bonsai Lê Nguyên thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn gần xa nhé. Xin chào anh Lê. Xin mến chào bà con trên mọi miền Tổ Quốc đang xem kênh Bonsai Lê Nguyên. Hôm nay em cũng xin giới thiệu bà con mình một số tác phẩm cũng vừa sưu tầm về nha. Gồm có đồ đồng, đồ gốm và đồ gỗ xưa cũ để giao lưu cho bà con của mình trên mọi miền Tổ Quốc nha. Đầu tiên Dương xin giới thiệu cho bà con của mình. Đây là mã số 1B nha bà con. Nó đây là mã số 1B. Đây là một cái bức tranh rất là độc đáo luôn nha. Đó, có 102 luôn nha bà con, rất là đẹp nha. Đó, bà con mình xem giùm em. Đặc biệt có bức tranh này là toàn là liền khối toàn bộ hết. Đó, nguyên một khối gỗ lớn người ta chạm thành nha. Đó, không hề mà có mà tác động mà gáp vô nha bà con. Đó, bà con mình xem. Hàng thì em bao giờ kiểm tra thì chất liệu này của nó là gỗ hương xưa nha. Nó gỗ hương xưa. Hàng này tuổi đời khoảng từ 2 đến 30 năm nha bà con. Nó dao động từ khoảng thời gian đó nha. Hàng này nói chung là của một vị khách đang sử dụng nha, cho nên khách chia lại. Đó, con mình xem giùm em, rất là đẹp. Bức tranh này cái tích của nó là tứ linh nha bà con, long lăng quy phụng, hội tụ là các loại linh vật đó. Từ xưa đến nay bà con mình xem giùm em, chạm nhìn rất là đẹp nha và sắc sảo luôn á. Cái chiều cao cái bức tranh này em đo là khoảng 64 nha. Đó, nếu mà em đo phủ bì là 64. Đây, tổng cái chiều dài là 132. Đó, 132 năm em tính 132 thôi. Chiều dày của cái khung tranh này là 7 phân, rất là dày. Đó, bà con mình xem giùm em, rất là đẹp nha. Chạm đục khở đây bà con mình xem đây nha. Đó, em lòn nguyên cái tay lớn cho được luôn. Đó, rất là đẹp, gồng là gồng trong nước luôn đó nha. Đây, để em đo hạo bà con mình cái độ dày của nó nha. Đó, cái độ này dày nhất luôn đó nha bà con, là khoảng là 9 phân. Đó, em đo phủ bì như thế này nha, thì 9 phân là cái độ dày ra đó nha. Đó, long lăng quy phụng, đặc biệt là gỗ liền khối, người ta chạm đục cơ hành. Bức này rất là nặng nha bà con. Đó, rất là đẹp luôn. Bức này là một tác phẩm có giá trị. Đây, nên nó giá trị, nó rất là có giá trị nha. Em cứ chia lại của một cái vị khách. Rất là dày hả bà con, nặng. Các bạn xem là mặt cái gỗ sao đi lưng đi nha. Cái khung này dày 7 phân luôn nha bà con. Đó, bức này giờ nặng cũng từ mấy chục kg luôn nha. Nếu bà con mình xem không gõ không kỹ thì kết bạn Zalo, bên em sẽ chụp hình hỗ trợ bà con mình đầy đủ thêm nha. Bức này giá giao lưu cho bà con của mình có giá là 24 triệu nha. Em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Đó, bà con mình về kiểm tra hàng đúng chất lượng, bà con mình nhận hàng giùm em nha. Đó, rất là đẹp luôn nha bà con. Có một vị khách cũng đã chia lại hỗ trợ bên em nha. Rồi, mã tiếp theo là số 2B. 2B này đó là một cặp bình đồng. Đó, một cặp bình bông đồng nha. Thường người ta cũng gọi là bình mà lọc đó nha bà con. Đó, đây. Rất là cao to nha. Đó, thường người ta gọi là cặp lọc bình. Thì lọc bình này mang cái tính chất phong thủy rất là tốt, chiêu tài hút lọc cho mỗi gia đình từng nhà luôn mình luôn nha. Đó, trên đây người ta cũng khắc là hai cái chữ nổi luôn. Đó, đồng này là đồng đất nổi chứ không phải là đồng trơn nha. Bà con mình xem giùm em, rất là đẹp. Đó, hàng này là đồng cũ nha bà con. Nó cũng theo thời gian và năm tháng hết nha. Đây, để em đo cái chiều cao này nha. Chiều cao tổng thể em đo luôn đó là 1m55. Đó, 1m55 nha. Cái đường kính, cái đường kính miệng này là khoảng 30, tầm 38 phủ bì. Đó, 38 phủ bì nha bà con. Đây, cái hoành cổ ở trên này là khoảng 53. Hoành bụng như thế này là khoảng là 125. Đó, bà con mình xem em ôm lên là bà con mình hình dung được nha. Anh Lợi có thể xoay nhẹ dòng đồng coi qua văn được không? Cái cặp bình này cái tích là bát tiên du sưng nha bà con, tám vị tiên. Nó cũng mang cái tính chất ý nghĩa phong thủy rất là tốt nha. Khi về đến nhà của mình, đó, họ phù hộ trợ, họ độ cho mình nha, cho gia đình của cha. Một mình bình là nặng con. Bao nhiêu ký anh Lợi? Một cái là nặng trên 100 ký nha bà con. Bỏ một rất cái. Là nặng nha bà con. Nhưng mà em hạo với bà con của mình thôi là một cặp là 200 ký. Đó, bà con mình xem nha. Nếu mà có gì sơ sót thì bà con mình cũng thông cảm nha. Đó, cặp này nói chung là trên khoảng 200 kg, rất là dày. Đó, đồng bà con mình xem rất là đẹp nha bà con. Đó, như là ta chạm hoa văn và chi tiết đây nha. Bát tiên, đó, bát tiên du xuân, tám vị tiên nha. Thì cái đôi bình này em giao lưu với bà con của mình nha. Em bao ship là toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. Một cặp như thế này giá là 98 triệu, em bao ship là toàn quốc luôn nha bà con, 98 triệu nha. Nếu bà con mình ở gần thì em sẽ sẵn sàng giảm chi phí ship lên cho bà con của mình luôn. Vì đôi bình này rất là nặng, ship đi xa phí rất là cao. Vì nó nặng là tới trên 200 kg lần nha. Đó, nếu bà con mình ở gần các tỉnh miền Tây em sẵn sàng giảm chi phí ship lại cho bà con của mình. Mã số 3 là một cái bàn trà nha bà con. Đó, bà con mình xem rất là đẹp nha. Đó, bàn trà kỹ đó nha. Đặc biệt cái này là gỗ gõ, khảm ốc tứ diện. Ốc Singapore luôn nha. Ốc Singapore tứ diện, mặt ở trên này là tùng hạt nha. Đó, tùng nai tùng hạt rất là đẹp. Bàn có cái chiều dài em đo là 88, chiều rộng ra là khoảng 47 nha. Với cái chiều cao này em đo là 20. Đó, khẩm ốc tứ diện hết nha. Ốc Singapore cái này nói chung là
qua cũng qua thời gian cho nên hay bị chạy chút đỉnh, khi mà đi em sẽ vệ sinh cho bà con của mình lại thôi, không thầy gì nha. Sao nó rất là dày dặn. Đây, con mình xem cái bàn nhìn rất là duyên dáng nha. Giống như một bức tranh luôn á bà con. Rất là đẹp nha bà con. Đó, mình ngồi mà uống trà đàm đạo nha. Đó, tứ diện ha. Ốc tứ diện. Bên đây là phẩm những cái tùng mà con xem đây rất là sắc sảo nha. Nó đặc biệt hơn những cái vừa rồi em giao lưu nha bà con. Đó, bà con mình xem giùm em, rất là tinh xảo. Cái này giá cho bà con mình là 12 triệu đồng nha, 12 triệu. Đó, gỗ gõ ốc Singapore. Mã số 4 là một bộ bàn đôn trống nha bà con, gỗ chắc, mặt đá nha. Đó, gồm có 6 cái đôn và một cái bàn lớn. Đó, bà con mình xem rất là đẹp luôn. Đường kính mặt bàn này em đo là nó 93, chiều cao tổng em đo là khoảng 71 nha. Còn cái đường kính cái mặt đá giữa này liền khối là nó khoảng 78. Đó. Chân thì chiều dày em đo luôn là 9 phân. Còn cái dìm này, dìm chiều cao lên tới mặt bàn, cái dìm không có là khoảng chừng là 14-15. Đó, hàng rất là đẹp nha, làm tích liền lạc nha bà con. Đó, gỗ chắc nha, hàng bao gỗ là gỗ chắc bà con của mình. Đó, bà con mình xem không gỗ thì kết bạn Zalo bên em hỗ trợ bà con mình thêm nha. Nó được chạm chi tiết luôn, gỗ chắc mà người ta chạm chi tiết hoa văn bên ngoài đó, gồng bà con mình xem rất là đẹp. Đó, và đôn đây, đôn là đôn người ta chạm ngũ khúc nha. Đôn mặt đôn đường kính là 30, chiều cao đôn là khoảng 44. Đó, hàng này thì nói chung là bà con mình xem không hề lỗi lòng. Đó, chạm ngũ khúc hết nha, đều người ta chạm cái chữ lên luôn, chữ khúc lên luôn nha bà con. Đó, một cái đôn là 5 mặt 5 con dơi, dày dặn cứng cáp, bao bà con mình về sử dụng kiểm tra hàng. Bộ này em giao luôn bà con mình bao ship toàn quốc nha, ship toàn quốc cho bà con của mình luôn, giá là 44 triệu. Đó, ăn chi phí cho bà con của mình giá 44 triệu. Bà con mình ở các tỉnh miền Tây thì em sẵn sàng giảm cho bà con mình chi phí thấp xuống nữa nha, bà con mình yên tâm. Đó, rồi đến với mã tiếp theo là số 8B. Đây là một cặp hạt nha bà con. Đó, một cặp, một cái đôi hạt rất là đẹp. Ở trên là nó ngậm là những cái đó hoa sen nha. Đặc biệt cái này là đồng cũ nha. Đồng này nói chung cũng theo thời gian và năm tháng rồi. Đó, bà con mình xem nhìn rất là duyên. Bà con mình hữu duyên nha. Đó. Đôi hạt này rất là nặng nha bà con em, nó căng rồi. Một cặp là từ 70kg. Đó, một cặp đó nha, là từ 70kg. Đó, em đã căng hạo rồi nha. Nếu mà nó nằm dao động là từ 65-70kg trở lên chứ không dưới. Đây, nó quy hạt nha bà con, đứng trên lưng một cái con rùa rất là to luôn đó. Chiều cao tổng này em đo là 2m luôn nha. Đó, hạt chiều cao 2m. Chiều ngang này em đo vị trí như thế này nha, là khoảng 55. Đây, hạt rất là to. Đó, chất liệu đồng cũ. Còn hoành này thế này là khoảng 60. Cái hoành bụng nó 60. Em đo hảo cái hoành chân theo con rùa này luôn nha. Chân con rùa nó tới là 120 luôn nha bà con. Đó, bà con mình xe giùm em. Nó một đôi này nó nặng dao động là từ 65-70kg nha. Đó, nếu bà con mình xem không rõ không kỹ thì kết bạn Zalo để em chụp hình đầy đủ thêm nha bà con. Đôi này cao to lớn như 2m. Nó ngậm những đó hoa sen. Nó về bà con mình có hữu duyên mình trưng bày trong những cái phòng khách của mình rất là đẹp. Đó. Cặp này em bao ship bà con của mình là toàn quốc nha. Giá là cho bà con của mình. Đó, một đôi như thế này nặng là 65-70kg nha. Có giá là 38 triệu nha bà con. Em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Nó nặng từ 65 đến tính là 70kg. Rồi mã số 6 lại có một cặp rồng. Đây một đôi song lông. Đó, song lông này á, cũng là bằng đồng cũ luôn nha. Cái này em mới vừa đánh vệ sinh hơi lên nó màu đồng vàng đây. Nếu bà con mình về mình đánh bằng máy nữa, nó sáng bóng lên nữa nha bà con. Thì hàng này nói chung em đánh lại á, nhà mình tẩy vệ sinh nó bằng chanh á, nó lên màu đồng của mình xe giùm em. Đó, còn mình có thể kêu những người chủ lưu đánh lưu họ đánh lên một cái là sáng đồng lên là thành mới luôn, là đẹp luôn nha. Còn những hàng này nó cũng qua thời gian 5 tháng hết rồi. Nó cũng từ đo 30 năm chứ không dưới đâu nha bà con. Đây, chiều cao này em đo nha, từ mặt đất lên trên là khoảng 98. Còn cái chiều ngang như thế này em đo hảo thế này đi, hai chân này đi khoảng 55. Cũng to lắm nha bà con, đôi này nặng là 32kg nha. Đây có mình rồi. 32kg, đây cái mình này em đo cho bà con của mình hảo luôn. Cái hoành bụng này một con là khoảng 24. Còn cái hoành lớn nhất ở trên này nè, trên này là khoảng là 49. Đó, bà con mình hữu duyên, gồng 5 món nha. Nó song lông. Đây một đôi song lông về mình trưng bày trong nhà, tượng trưng cho sự quyền lực và may mắn. Nó mang sức khỏe mạnh mẽ đến cho mỗi gia đình của mình nha bà con. Đôi này nặng là 32kg, em căng rồi trên là 32 nhưng mà em trừ hao bà con của mình luôn đi nha. Đó, đôi này giá cho bà con của mình bao ship toàn quốc là 27 triệu nha. 27 triệu bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Nặng 32kg. Mã số 7B. Đây 7B này là một cái bộ tranh tứ quý gỗ gõ ốc Singapore. Đó, bà con mình xem rất là đẹp nha, gỗ gõ nha bà con, hàng làm tích là liền lạc nha, miếng gỗ giữa liền khối. Đó, tích chim hoa bà con mình xem giùm em. Chiều cao mỗi một bức này em đo là 1m07, chiều ngang cho mỗi bức là 30, chiều dày khung chanh là khoảng 3 phân rưỡi.
Đó, bộ này hàng lần tích liền lạc về, bà con mình cứ kiểm tra hàng đúng ốc đúng gỗ bà con mình nhận nha. Đó, bà con mình xem rất là đẹp. Đây là một đôi chim gà, đôi gà trống đó, tượng trưng là cũng cho là ấm no hạnh phúc đó nha. Đó, một đôi chim, một đôi hàm, đôi vịt đó nha bà con. Bức này là chất ốc bà con khỏi chê nha. Chất ốc Singapore rất là đẹp. Lúc nào nhìn cũng rất là đẹp. Bộ này em sale bà con của mình nha, giá là 10 triệu đồng, em bao ship toàn quốc nha bà con. Thông thường em bán là tới 12 triệu, là hôm nay em sale thu hồi vốn luôn đó, là lỗ tiền ship nha. Đó, bà con mình xem và ủng hộ. Rồi, tiếp theo là mã số 8B. Đây 8B thì em có về được một cái khay trà rất là đẹp. Cái này mình làm một cái khay hoặc mình có thể dùng một cái bức tranh cũng vẫn được. Vì nói chung cái này hàng xưa, nó chuẩn xưa, đặc biệt của nó là gỗ chắc nha. Đó, gỗ chắc nha bà con. Đây rất là đẹp nha. Cái chiều dài này em đo là tổng thể luôn đó là 61, với chiều ngang như thế này là 39 nha. Đây, còn cái chiều dày là khoảng 2 phân, chiều dày khung nha bà con. Miếng gỗ chắc nha, miếng giữa là miếng gỗ chắc đây. Còn mình xem mặt sau lưng gỗ chắc liền, nguyên khối lớn này bây giờ hiếm lắm nha bà con. Họ hàng này nói chung cũng đôi 30 năm trở lên chứ không dưới. Đó bà con mình ốc hoàng chanh theo thăm tháng hết đó nha. Đó, cho nên cái miếng này nó giá trị nha, nó xưa và nó gỗ chắc nữa nha. Đó, bức này em giao lưu là 9.8 triệu nha bà con, 9.800.000 nha. Mình có thể làm bức tranh hoặc là một cái khay trà vẫn được. Rồi, mã số 9B này là một cái bức tranh lịch nha bà con, Phúc Lộc Thọ gỗ gõ. Đây bà con mình xem, ốc màu hoàng chanh nha. Đó, ba ông Phúc Lộc Thọ nha. Chiều cao này em đo là khoảng 68, chiều ngang thế này là 48 nha. Chiều dày khung là khoảng hơn 3 phân. Đó, tính 3 phân thôi, miếng gỗ giữa liền khối. Hàng liền lạc lành tích nha bà con, rất là nặng. Đó, gỗ gõ rất là đẹp nha. Về bà con mình sử dụng ngay mấy ngày Tết luôn đó nha. Giá cho bà con của mình, bức này là 4 triệu đồng nha. Đó, 4 triệu. Bao ship tận nhà cho bà con của mình và bao kiểm tra. Mã số 10 là em có về được một cặp đây rất là đẹp bằng đồng, đây là đại pháo nha bà con. Đó, bà con mình xem dùm em bằng đồng nha, hàng mình trưng decor rất là đẹp, tất cả đều bằng đồng hết, hàng cũ qua thời gian nha. Đó, bà con mình xem những cái mọc đây 1956. Đó, đồng nguyên khối nha, hàng này nói chung là em bao đồng nguyên khối tuổi đời khoảng tầm 30 năm. Nó hàng bao cấp thôi. Chiều dài này em đo là khoảng 36, chiều ngang tổng củ bì khoảng 16 nha bà con. Đây cái hoành này lớn khoảng là 14 hả, thường người ta gọi là súng thành công. Cặp này nặng 7 kg. Đôi này em giao lưu cho bà con mình giá là một cặp nha bà con. Đó, cặp này nặng 7 kg. Đó, giao lưu cho bà con của mình có giá là 4.500.000 nha. 4.500.000 em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. Đó, về bà con mình kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giùm em, đúng chất lượng bà con mình nhận nha. Mã số 11, đây là một cái gạt tàn thuốc nha bà con, đồng nguyên khối. Ở đây là trung tâm huấn luyện thủy quân lục chiến nha, Huế Đà Nẵng 1968. Đó, chất liệu đồng nguyên khối. Đó, bà con mình xem. Hàng này về bà con mình đánh bóng vệ sinh là lên đồng vàng rất đẹp nha. Đường kính 17, chiều dày này của nó là khoảng hơn 5 phân. Đó. Đây cái này nó nặng tới là 2,7 kg luôn nha bà con, rất là dày và nặng. Đó, bà con mình xem nè. Đó, USA. Đó, hàng thì em bao bà con mình đồng nha. Thời gian tuổi đời dao động nó cũng từ 20-30 năm chứ không phải hàng cổ hàng xưa lắm đâu nha. Giá là 1.700.000 nha bà con, nặng 2,7 kg. Rồi mã kế tiếp số 12 thì em có về được một tác phẩm đây nha. Đây là một cái cây bút, ở bên ngoài là một cái vỏ bằng gỗ. Đó, đây là Phúc Lộc Thọ nha bà con. Đó, bà con mà xem cái này giống như là những cái quà cáp đó, người ta đi tặng đó nha, tặng bạn bè người thân của mình và người ta giao lưu lại với mình đó, bà con mà xem giùm em. Đó, hộp là hộp bằng gỗ. Đó, cây bút đó bà con mà xem nha, bọc đồng rất là đẹp. Đó, tích là lông phụng, được chạm lông phụng. Hàng này là nói chung bằng ngà, bà con mình xem giùm em nha. Đó, lấy cái chuẩn hàng nha bà con. Lấy cái đèn điện thoại. Đó, bà con mình xem nha. Đây. Bao bà con mình kiểm tra chất lượng. Đó, hàng này người ta chạm lông phụng nha bà con, rất là đẹp. Bà con mình hữu duyên, hàng mình sưu tầm đó, hàng mỹ nghệ nha. Đó. Đây, con mình khi mình gọi vào thì nó lên sẽ lên màu hồng và vân nha. Đó, bà con mình xem giùm em. Đó, về bà con mình cứ kiểm tra hàng nha. Rất là đẹp. Mình về mình làm quà cáp cho người thân của mình rất là hay nha bà con. Nó viết chẳng còn có mực luôn nha. Cây này em giao lưu cho bà con của mình giá là 3.500.000 nha, 3.500.000. Bà con mình sale không gõ thì cứ liên kết bạn Zalo thêm nha. Rồi đến mã tiếp theo. Đây em có đây là một cái giống như cái lệnh bài, thẻ bài đó nha, quan vị ca. Cởi là trên một cái con ngựa nha, bên dưới là một con rồng. Đó, quan vị ca nha bà con. Đó, bà con mình về mình có thể bọc đồng bọc bạc lên đây mình dùng làm mình đeo cổ cũng rất là hay nha. Đó, chiều dài, chiều cao này em đeo là 6 phân và chiều ngang thế này là khoảng 4 phân nha. Chiều dày của nó khoảng chừng 1 phân thôi. Đây bà con mình xem giùm em. Đây. Đó, rất là đẹp nha bà con. Đó, em bao kiểm tra hàng nha, đúng hàng đúng chất lượng bà con mình nhận nha. Đây,
Nó màu hồng, nó là màu hồng là vân và vân đó nha, vân giống rồi nó. Đây mặt sau đây bà con mình xem giùm em. Đó. Rất là đẹp nha, bao kiểm tra hàng đúng chất lượng bà con mình nhận, cái này giá 4.800.000 nha bà con, 4.800.000. Rồi mã tiếp theo là số 14, một cái vòng đeo tay, vòng trúc. Nó vòng mà mình phong thủy rất là tốt. Đây bà con mình xem giùm em nha. Đó, cái vòng này cái chiều dài cũng một cái viên dài khoảng 1.5 thôi. Đó bà con mình xem, em đeo vô bà con mình xem hảo là biết rồi nha. Đây. Đó. Đây. Cái vòng này thì đây bà con mình xem. Đó, rất là đẹp nha bà con. Vòng này giá cho bà con của mình là 2.900.000 nha. 2.900.000 em bao ship toàn quốc. Đây là một cái chiếc nhẫn rồng. Đó, em về được ba cái tác phẩm này nha. Đó bà con mình xem của người ta mà giao lưu lại cho em. Đây. Rất là đẹp. Đây. Mình xem nha. Đó. Rất là đẹp nha. Nhẫn rồng nha bà con, nhẫn đầu rồng. Cái này chiều dày phủ bì khoảng 4 phân, còn lọt lòng là khoảng 2 phân nha. Đó, em đo như thế em có đồ đo nha bà con. Lọt lòng khoảng 2 phân. Cái này giá bà con mình là 3.200.000 nha. Bao ship toàn quốc bà con của mình, về kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giùm em nha. Đúng đồ đúng chất lượng thì bà con mình nhận, đeo vô rất là đẹp nha bà con. Đó bà con mình xem nha. Đây. Đó. Và cuối clip bonsai Lan Nguyên cũng xin chân thành cảm ơn bà con của mình đã xem kênh và ủng hộ kênh. Mọi chi tiết thì bà con mình liên hệ qua số điện thoại bên em nha, 0772877278. Em cũng xin chân thành và hẹn bà con mình những clip kế tiếp ạ. Xin chân thành cảm ơn quý bà con của mình và hẹn gặp lại quý bà con vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh chúng em nha.